mua được con gà. Ai à, từ nào? Từ thanh ở trong à, từ dạ. À, từ lùng. Từ lùng á. Ờ à, đúng á, ở qua con gà đẹp lắm. Ông nói hỏi vợ chứ ông không biết hả? Thì không phải là không biết mà vợ quyết định bán. À. Không, đừng đừng có mua gà, mua nhỏ thôi. Hả? Mua con á. Ừ. Ở bên trên đây này. Hả? Quay luôn. Mẹ luôn. Ừ. Ông vô ông vậy để vô là vợ quyết định thôi, bán hay không bán bài nào là ấy thôi. Ổng hầu giờ gà chứ là vợ ông hồi trước mình mua gà ổng đẹp đúng không, gà ổng đẹp cũng có gà cổ nồi ông mua đó hả? Ừ, hầu xưa mình mua hai bài cứ cứng cứng để mẹ rồi ông bán nhiều con nhiều không biết ông bán biết lắm định 10.000 hầu bán chú 10.000 15.000 gì mà từ xưa gà có gà thứ được chứ mua to nhỏ nhỏ chứ bây giờ ông mới ở trước quần nói ổng chứ ông đã nuôi được, một gà ông đã nuôi được.